Tôi đang xin chào, nên tôi sẽ kể cho các bạn một ca là cầu bốn răng nhé. Cầu bốn răng đang đan sứ ra lắp này. Các bạn đang xem video lắp cầu răng sứ. Đàn kêu về, cây chốt. Rất là chắc luôn. Tức là làm tháo nắp giờ cái chốt và làm cầu răng rất là chắc luôn. Các bạn đang xem video là làm cầu răng sứ xe con luôn, thử bảo hành chính hãng luôn. Nếu bạn gần Toyota ra Toyota, nếu gần xa cái việc không khả năng thì có giấy phép là yên tâm. Đợi khô như vậy làm cầu răng sứ rồi. Bạn mất răng thì có rất nhiều giải pháp làm cầu răng sứ, làm implant, làm hàm tháo lắp. Thì hàm tháo lắp thì nhược điểm là tháo ra lắp vào. Cầu này thì gắn chết luôn, nhược điểm của nó lại phải mang hai răng bên cạnh. Để làm implant thì hiện đại nhất là cái chân nhân tạo. Nên làm cầu lúc lắp vào là phải giữ nguyên để cho cái chất gắn nó khô. Chất gắn nó khô. Các bạn xem video làm cầu răng sứ. Chúng tôi làm răng sứ là cam kết thẻ bảo hành chính hãng, hàng chất lượng nhé. 100% hàng chính hãng. Mà không có hàng nhái, hàng giả. Cam kết. Các cái thẻ. Thẻ bảo hành chính hãng luôn. Khô rồi bắt đầu lấy các cái chất hàng thừa ra. Nó thay bằng nữa. Lấy chất gắn thừa đây. Rất là nhanh nha. Rất là đẹp. Làm cầu này sợ nhất là làm không khít. Không khít vì rất thử ăn. Nên làm răng cầu răng quan trọng nhất là làm răng sứ là phải nhất khít nhì chạm tam thể tứ màu. Khít. Đây là răng thẻ bảo hành chính hãng này. Xuất xứ này, người thật việc thật nhé. Các bạn tra mã QR code này. Đây là bên thứ ba này. Hãng bên thứ ba giám sát luôn, chứ không phải là phòng khám nào phòng khám lại giám sát, phải bên thứ ba các bạn nhé. Lấy hết cái này ra là xong rồi. Các bạn làm vừa xem video làm cầu răng sứ xong rồi, gắn mắc cài thừa là xong thôi. Đau giữa tay. Cô xuống miệng nhé.